Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Đâu là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cái chết của chính mình? Đời chúng ta có thể ngắn hay dài, mạnh khỏe hay bệnh hoạn, nhưng sẽ có một thời điểm chúng ta sẽ rời khỏi thân xác vay mượn trong kiếp sống này. Từ xưa đến nay, con người chúng ta xử lý thân xác người đã mất có nhiều hình thức, tùy vào dân tộc, có nơi thủy táng. Dân tộc ta từ trước đến nay đa phần là địa táng, người nghèo hơn thì hỏa táng, xa hơn ở Tây Tạng thì điểu táng. Hỏa táng giúp người sống xem nhẹ thân xác vay mượn này, chúng ta không bị chấp mắc vào cuộc đời, có thể giải quyết được vấn đề về đất đai mộ phần. Vậy sau khi chết, chúng ta nên chôn hay nên thiêu? Theo quan điểm của tâm linh, con người có hai phần, phần thân xác và phần hồn. Dân gian gọi là hồn và xác. Hồn là phần quan trọng, xác chỉ là đất và nước, chết rồi trở về với cát bụi. Nhà Phật gọi xác là thân tứ đại, trong ngũ uẩn thì xác thuộc về sắc uẩn, còn bốn uẩn còn lại thuộc về tinh thần. Khi bốn uẩn đó tan rã thì sắc uẩn về với cát bụi, còn bốn uẩn còn lại sẽ di chuyển về kiếp sau, tái sinh một cuộc sống mới. Nhà Phật coi thân xác là chiếc áo, mỗi kiếp sống ta mặc vào, hết hạn rồi cởi ra. Cho nên trong thiền có câu: sinh như đắp áo chăn đông, tử như cởi áo hạ. Người theo Phật Pháp quan niệm về thân này như thân tạm, thân này không phải là thân của mình, trước hết là vay mượn từ cha mẹ. Thịt da đã tiêu hết, không mùi không vị. Xử lý cho cốt như thế nào do văn hóa mỗi nơi sinh sống. Ở Singapore, người dân có thể thuê một lô đất để làm mộ phần chỉ trong tối đa 15 năm. Tại Hồng Kông, đất cho người thuê còn thu hẹp lại, gia hạn dưới 10 năm. Những nơi này, đất không dành cho người nghèo. Ở Hồng Kông, khái niệm nơi an nghỉ cuối cùng không có nghĩa là vĩnh viễn nữa. Nên để cho cốt ở đâu? Đức Phật không để lại một huấn thị rõ ràng về vấn đề này, vì Ngài muốn chúng ta hiểu thân xác chỉ là một sự vay mượn, sự hỗn hợp của vật chất, và sau khi chết, những thứ này trở về với cát bụi. Phần cho cốt còn lại chỉ là biểu tượng cuối cùng của người qua đời, là người thân cũ của ta. Tất nhiên chúng ta nên kính trọng, nhưng không vì thế quá quyến luyến. Theo quan niệm phương Đông, khi chết, phần lớn người chết vẫn còn mơ hồ, chưa biết mình đã chết. Vì thế họ thường quay lại nhà và sống như lúc họ đang còn sống, mặc dù người thân chẳng thể nào biết họ hiện diện. Họ cố gắng tạo ra những tín hiệu, kể cả mượn thân xác xuất hiện. Và khi ấy, những người sống trong nhà cảm thấy hoảng sợ, gọi đó là hồn ma. Dân gian cho rằng, ở những nơi xảy ra tai nạn chết người, hồn người chết thường xuất hiện ở đó với bộ quần áo đang mặc lúc bị tai nạn. Vì lý do đó, khi mất đi nên thiêu xác để người chết không thể vay mượn xác của mình quay trở về hiện diện nữa, hoặc không còn quyến luyến cái thân xác cũ nữa. Vì sao có người mất đi hoàn toàn không quay lại và có người quay lại? Điều này được lý giải bởi sự chuẩn bị và không được chuẩn bị. Nếu chúng ta có một cơn bệnh kéo dài dẫn đến cái chết, thì đó là một thời gian dài để chuẩn bị tâm lý. Không có cú sốc, không có sự kháng cự, lặng lẽ ra đi. Ngược lại, những linh thể chưa được siêu thoát thường trú ngụ tại một địa lý cố định nào đó, do còn vương vấn điều gì đó ở trên trần thế này, do tai nạn, chết đột ngột. Những linh thể này chưa khỏi sốc khi linh hồn rời khỏi thể xác vật lý, nên chưa được siêu thoát. Trong sách Hành trình của một linh hồn có đoạn: linh hồn một người đàn ông vừa lìa khỏi cơ thể vật lý, bay lơ lửng trên không, nhìn xuống giường bệnh, những người thân đau buồn vì họ nghĩ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Nhưng anh ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì biết rằng sẽ còn gặp lại họ ở thế giới linh hồn. Sự hồi tưởng về sự sống sau cái chết của những người có kinh nghiệm cận tử, những người tim ngừng đập, hồn lìa khỏi xác đã được cứu lại thể xác. Ngay cả những người đã mất trong kiếp sống trước thuật lại qua cơn thôi miên. Theo những người này, họ đều thấy chính mình trôi bồng bềnh xung quanh cơ thể một cách kỳ lạ, cố gắng chạm vào những vật thể mà đã phi vật chất hóa. Họ xem cái chết là một sự trải nghiệm thư giãn, hiếu kỳ hơn là sợ hãi. Những linh thể này là một dạng từ trường trôi lơ lửng, đa phần mọi người không thấy được, trừ một số ít người, đặc biệt trẻ em và loài chó.
tâm trí ta với ba vòng tròn đồng cung. Vòng ngoài cùng là nhận thức cuộc sống hiện tại. Vòng thứ hai là tiềm thức, chứa đựng hồi ức của kiếp này và những kiếp trước. Vòng trong cùng là lõi sâu nhất, đại diện cho siêu thức. Siêu thức chứa đựng bản ngã của nhiều kiếp sống. Để chạm đến siêu thức này có thể qua thuật thôi miên hoặc là hành thiền sâu. Muốn an nhiên, không nên lưu luyến với những gì trong quá khứ. Hãy sống trọn vẹn với thời khắc hiện tại, trân trọng những người thân bên cạnh và tìm sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.